anh Nghĩa ơi, chụp hình cho tụi em với. À đây, để anh chụp cho nha. Rồi, cười nha. 1, 2, 3. Đổi kiểu, đổi kiểu. Rồi, các em đổi kiểu nè. Thả tim, thả tim. 1, 2, 3. Anh Nghĩa ơi, sao hôm nay nhà thờ trang trí hang đá đều quá? Ờ, vậy thì bây giờ để anh giải thích cho mấy em cùng nghe luôn nha. Thì vào năm 1223 á, Thánh Francisco Assisi. Mấy em biết Thánh Francisco không? Dạ không. Rồi, Thánh Francisco Assisi khi mà ngài đang trên đường từ Rome về làng Assisi là quê hương của Thánh á, thì Thánh Francisco có ghé ngang cái làng gọi là làng Jericho. Thì tại cái làng Jericho này á, Thánh Francisco gặp một ông thầy này. Ông thầy này ổng mới dự tu thôi. Ông thầy tên là Jean Lita. Ông thầy này thì khi mà Thánh Francisco gặp ông thầy thì Thánh có một cái ý tưởng rất là hay mà Thánh nói với ông thầy, đó là Thánh muốn diễn tả lại cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc mà Chúa Giêsu còn nhỏ nè. Cho nên Thánh Francisco nói với thầy là hãy tạo cho Thánh một cái hang đá để mà Thánh làm lễ tại cái làng Jericho này, với đầy đủ các thứ từ cái hang đá nè, cái máng cỏ nè, thậm chí là Thánh còn kêu ông thầy phải dắt một cái con lừa, con bò thiệt để mà bỏ vô hang đá để làm cho giống thật, diễn lại thật cái cảnh của Chúa 2000 năm xưa đó mấy em. Rồi, mấy em có biết gì tiếp theo không? Sau khi mà Thánh Francisco công bố tin mừng, ngài chia sẻ lời Chúa đến với mọi người giáo dân trong đó. Ngài kể cho mọi người nghe về một vị hoàng đế nghèo. Mấy em có biết đó là ai không? Đó là một người ở trong, được sinh ra tại hang Bethlehem và được gọi là Giê-xu. Thì sau khi ngài kể xong câu chuyện đó, ngài giả vờ kêu tiếng con lừa trong hang Bethlehem kêu là sao ta? Con lừa kêu là Bethlehem, Bethlehem. Và tức thì cái tượng ở trong hang đá, tượng Chúa đó, đã bật dậy và mỉm cười. Và kể từ cái hang đá ở Jericho đó, mọi người hàng năm về sau này thì các nhà thờ, các giáo xứ và mọi người giáo dân đều làm hang đá và cây thông để chúc mừng ngày Giáng sinh. Vậy tượng Chúa trong hang đá có ý nghĩa là gì vậy? Chúa hài đồng. Em nhìn vô cái hang đá thì Chúa hài đồng chính là cái trung tâm của cái hang đá. Chúa hài đồng được đặt trong một cái máng của một con bò, và ở trong cái máng này được lót cỏ. Thì hồi xưa Chúa hài đồng được đặt vào như vậy. Ngoài ra thì Chúa hài đồng cũng được quấn quanh người á, được mẹ Maria quấn quanh người là một cái khăn màu trắng. Cái chiếc khăn này thì nó tượng trưng cho sự nghèo hèn của Ngài. Nghèo hèn đến độ chẳng có cái gì là tài sản của mình. Ủa vậy tượng Đức Mẹ có ý nghĩa gì vậy anh? Mẹ Maria được trưng bày trong hang đá như là một người đang chìm sâu trong sự thờ lạy nè. Mẹ Maria thì suy ngẫm màu nhiệm của Chúa Giáng sinh cũng như là của Chúa cứu thế. Thì mấy em khi mà nhìn vào khuôn mặt của mẹ Maria, mình thấy mẹ Maria không thiếu những cái băn khoăn, những cái lo âu ở trong lòng. Tuy là mẹ rất là băn khoăn và lo lắng như vậy, nhưng mà mẹ Maria không bao giờ thất vọng trước cái tình thương ban phòng của Thiên Chúa. Mẹ Maria hoàn toàn tín thác vào Đấng đã tin tưởng mẹ. Em còn thấy Thánh Giuse có cây đèn lạ quá chị ơi. Các em biết đó, Thánh Giuse thường mang một chiếc áo choàng rộng, tượng trưng cho sứ mệnh cao cả nhưng đầy khó khăn mà Thiên Chúa Cha đã giao phó cho thánh nhân. Đó là sứ vụ bảo vệ con một của người, là Chúa Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại và Đức Nữ Trinh Maria. Còn chiếc đèn mà Thánh Giuse cầm trên tay tượng trưng cho sự chăm sóc và giữ gìn con một của Thiên Chúa. À, thiên thần này đẹp quá. Thiên thần có nghĩa gì vậy trời? À, các thiên thần từ trời cao xuất hiện thờ lạy và ca mừng Chúa hài đồng. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Thiên thần là những vị đã báo tin cho một đồng một tin vui. Hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra cho loài người.
Anh ơi anh, sao ở kia em có thấy mấy cái người cầm cái gì lạ lạ vậy anh? Còn ba cái ông mà mang đồ lạ lạ mà mấy em không biết á, thì ba người đó là ba nhà đạo sĩ từ khắp tứ phương thiên hạ về. Khi mà nghe tin Chúa Hài Đồng được ra đời thì ba ông này đến để mà triều bái và dâng cho Chúa Hài Đồng những cái lễ vật. Đầu tiên ông Melco, ông này dâng lên Chúa vàng, tượng trưng cho sự giàu sang quyền lực. Ông là người châu Âu. Tiếp theo là ông Baltazar, ông này tay mang cái bình đựng nhũ hương, thì bình đựng nhũ hương tượng trưng cho sự hiến tế và cầu nguyện. Ông Baltazar này là người gốc Á Châu như mình đó. Và cuối cùng ông Caspar, ông Caspar mang bình đựng mật dược tượng trưng cho sự đau khổ, mà ông Caspar là người gốc châu Phi. Rồi vậy thì mấy em nhìn cái hang đá đó, ngoài ra mấy em còn thấy gì lạ lạ nữa không? Rồi em. Em có thấy có một mấy người kia vừa đánh trống lại còn ôm một cái con gì nữa vậy? Còn những người mà lạ lạ mà cầm trống mấy em muốn biết á, thì họ là những mục đồng. Còn cái con mà người ta mang ở trên vai con đó, nó là con chiên nha, hay tiếng Việt mình gọi là con cù á. Thì những mục đồng này họ là biểu tượng cho tầng lớp người nghèo, mà Chúa sẽ bảo vệ họ và họ sẽ được Thiên Chúa đề cao, bởi vì nước trời sẽ là của họ. Chúa Hài Đồng qua lời cầu bầu của Đức Mẹ và Thánh Giuse cho chúng con được bình an và đầy ơn Chúa Hài Đồng Giêsu. Amen. Chương trình Giêsu và em ngày hôm nay đã giới thiệu về nguồn gốc của hang đá đến đây là kết thúc. Anh thân ái chào tất cả các em và hẹn gặp các em trong chương trình lần sau nhé.